Vâng, Điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Tiếp tục video hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ review test âm những chiếc lọc xì Equalizer B3, model là EQ2231, size 3U, hình thức rất đẹp và lọc âm cực kỳ hay, cho chất âm rất là sáng, bass đánh chắc, đánh căng và tiếng chung rất là trong trẻo và tiếng tép cực kỳ nảy. Tất cả các cái cấu hình về các cái cần bass chung tép Cao Phong đang để mức trung bình thôi, nhưng mà tiếng của nó rất là hay, các bác có thể nâng lên này, các bác nghe này, đó, tiếng tép cực kỳ nảy luôn, đó, rất là sáng. Và được thiết kế của nó một cái màu rất là đẹp, màu đen sẫm, 30 cần tinh chỉnh cho 3 giải chép chung một bát, 2 kênh riêng biệt, đó các bác nhé, 2 kênh riêng biệt, các bác về có thể dùng theo nhu cầu, các bác có thể nâng các cái giải bát chung tép theo nhu cầu của bác, tầm khoảng 10 cần là chép, 10 cần giữa là chung và 10 cần ngoài này là bát. 2 giờ này báo tín hiệu, nó chớp sáng rất là đẹp, khi các bác chơi âm thanh công suất lớn nó sẽ chớp sáng rất là đẹp, tạo một cái hiệu ứng âm thanh. Đây là các volume to nhỏ, tăng tần số bát cao, tăng tần số bát thấp và tăng tần số chép cao và tăng tần số chép thấp. Nút cho qua và trong không cho qua, đèn báo kênh A, kênh B. Rất đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc lọc xì Equalizer B3, model là EQ2231, size 3U, lọc âm hay, thiết kế đẹp, các bác liên hệ Điện tử Cao Phong. Và đặc biệt con này nó thiết kế một cái nguồn rất là lớn, các bác nhìn nguồn rời rất là to này, các bác nhìn nhé. Nguồn rời độ bền cao và nguồn cực kỳ là khủng luôn. Chắc chắn nếu mà nguồn bên theo bên trong nội thất thì không có con lọc nào mà nguồn nó to như này. Đấy, nguồn rất là khủng, độ bền cao và nó rất là quan trọng, cái nguồn cực kỳ quan trọng. Đấy, cái nguồn rời các bác nhé, nguồn rời các bác chỉ cắm vào điện lưới 220 bình thường là sử dụng được. Đấy, hình thức rất là đẹp, lọc xì B3 2231, EQ2231, Equalizer. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời các liên hệ Điện tử Cao Phong. Và đây là cái nội thất em đã tháo sẵn cho các bác này. Được thiết kế một cái nội thất cực kỳ là chất luôn. Toàn bộ linh kiện là linh kiện lớn, đóng chân. Đó nhá, linh kiện to, đóng chân. À. Đó. Đó, tất cả rất là đẹp, con nhìn con tụ vàng ống này. Đấy, những con tụ con trở rất là đẹp luôn. Đây con tụ lọc nguồn đầy đủ, tụ lọc nguồn này, V-coil. Đấy, bên trong có dập ký hiệu của EQ221. Và nhìn này, EQ221 V-coil audio. Các bạn nhìn thấy mên vỉ của nó rất là đẹp, rất là chất luôn. Và cái vỉ mạch của nó đẩy kín một cái nội thất luôn, to kín một cái nội thất. Đó, rất là chất. Toàn bộ nhắc lại là linh kiện là IC lớn đóng chân, IC xịn, đều có mã số IC này, các bạn nhìn nhận. Đều có mã số ký hiệu của IC hết này. Đó. Và một lần nữa, các bác có nhu cầu về những chiếc lọc xì Equalizer B3 EQ2231 size 3U, lọc âm rất là hay, tiếng sạch sẽ, các bác liên hệ Điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình những chiếc lọc xì này. Các bác vừa xem mặt trước và bên trong rồi, thì đây là cái phía đằng sau. Đấy, em quay về phía đằng sau để các bác có thể xem và kết nối. Đấy, nó thiết kế cho các bác là vừa chân kẹp này, rắc 6 ly này, chân AV này, cho tất cả đường vào và ra. Đấy, các bác nhé, chân cắm điện đây, cái nguồn rời. Đấy, và các bác cắm vào cái chân này rất là chắc chắn. Đấy, và nguồn rời của nó nguồn rất là to, nhắc lại nguồn cực kỳ khủng, rất là nặng luôn. Đó, lọc B3 EQ231. Và mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những chiếc lọc xì B3 này, các bác liên hệ Điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc.